đạo diễn Trần Tuệ Linh, biên kịch nhóm Syndicate, chế tác Triệu Hồng Mai, Trương Hợp Giận, Diên Chí Diễn, Lý Qua, Cảnh Hiểu Qua, Lưu Hiểu Bằng. Dưới sự tham gia của các diễn viên Thích Di trong vai Trình Hy, Tạ Giai Kiến trong vai Đường Chính, Trần Hách trong vai Đường Lực, Lâu Nghệ Tiêu trong vai Đường Đường, Trương Đăng Phong trong vai Trình Siêu Quần, Rê Gia trong vai Điền Tâm, Triệu Chí Giao trong vai Kim Tinh, Giang Dương trong vai Lăng Tường, Tôn Kiện Kỳ trong vai Ngô Mạnh, Mẫn Chính trong vai Điền Tại Thiên, Chu Tiểu Đống trong vai Trình Như Sơn, Lý Thiên Trụ trong vai Đường Quán Trung, Đường Diễu trong vai Dạng Huệ Hương, Quách Tuệ trong vai Văn Nhược Thủy, Dương Tân Dân trong vai Tăng Thông Minh, Trần Tuệ Quyên trong vai Trình Anh, Lưu Quy trong vai Dương Kiến Nam, Quách Hiệu Triết trong vai Hướng Đông, Hồ Kỳ trong vai Lạc Tiểu Văn, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Định Mệnh. Tập 67. Để đó. Rồi. Nó mẹ không đi. Sao đâu. Để đó là để đó mà. Nè nè nè, mau ngồi xuống, nhẹ thôi nha. Mẹ nấu cháo cho con đây nè. Ngồi xuống đi. Nè. Cháo mẹ nấu cho con còn nóng lắm đó. Nè. Không có được làm gì đâu đó. Bây giờ con là đối tượng cần được bảo vệ nhất ở nhà mình. Nhớ đó, bây giờ con phải ngồi yên ở đây, bảo vệ thật tốt cháu của mẹ. Không cần phải bận tâm bất cứ chuyện gì hết, biết chưa? Ê, đó. Sao không cần bận tâm chuyện gì hết hả mẹ? Sao hả? Khó khăn lắm sản phẩm mới của Thiên Ngoại Thiên mới được đưa ra thị trường và được đón nhận tốt. Nhưng mà anh Lực cứ như trẻ con vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để một bước lên trời. Con có khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe. Còn lo không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa. Xảy ra vấn đề gì chứ? Con coi con kìa, lúc nào cũng cái kiểu giáo huấn người khác, lúc nào cũng như dạy con nít cấp 1 vậy. Đàn ông ai mà thích nghe chứ. Mẹ nói con biết nha, con mà vậy á, bọn đàn ông con trai ai cũng chạy dài hết, rồi đi kiếm người phụ nữ khác bây giờ. Lúc đó còn sao? Tới lúc đó đừng có ngồi khóc mà đi kiếm mẹ nữa nha. Được rồi, mẹ đừng lo nữa. Nè, mẹ nói con nghe, cứ nghe lời của mẹ. Đàn ông á ha, có đôi khi á, con phải biết khen họ, biết chưa? Giống như cặp vợ chồng già như ba mẹ vậy đó. Lâu lâu á cũng phải có chút thay đổi. Như vậy á thì tình cảm mới lâu bền được, có biết chưa? Hiểu chưa? Xem ra tình hình tiêu thụ cá hấp tương cốt của Thiên Ngoại Thiên ngày càng tốt. À, trời ơi, một vài nơi còn xảy ra tình trạng hết hàng nữa. Nhưng còn cái chân quắc hương của chúng ta thì lại lâm vào tình trạng tồn hàng. Dù gì đây cũng chỉ là tạm thời thôi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. À nè, hả? Chuyện đó anh làm tới đâu rồi? Thí nghiệm rất thành công. Tôi đang tìm người chuẩn bị các tài liệu tương ứng đây. Ừ. Nhưng hình như bên đó vẫn chưa quyết định tăng giá. Như vậy có dễ dàng cho họ quá không? À, đúng vậy, đúng là có hơi dễ dàng với họ. Đã đến lúc chăm chỉ bên đó một ngồi lửa. À.
hàng Mona Lisa sao? Ờ dạ được, cũng lâu rồi em không đến đó, vì chút nữa gặp nha. Ừ, bye bye. Mới sáng sớm rồi vội vội vàng vàng, con hồ đồ thật rồi. Ăn mặc như vậy chắc chắn là đi gặp người trong bộn rồi đúng không? Được rồi, đi bao đi bao. Chứ để trễ quá người ta lại trách người làm ba mẹ như chúng tôi chia cách hai người. Đi 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 đi. Đi nhanh lên. Quán Trung à, tôi thật có lỗi với ông, nhưng mà thật tình là tôi không cố ý. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ hại chết ông, là do ông tự bất cẩn rồi cả mà. Ông tiền vi độ lượng, ông đừng tìm tôi nữa hả? Tôi cầu xin ông tuyệt đối đừng đến tìm tôi nữa. Là do ông tự té ngã mà, cái đó không trách tôi được đâu. Tôi cầu xin ông, cầu xin ông tuyệt đối đừng tới tìm tôi nữa. Tôi cầu xin ông mà, tôi cầu xin ông, ông bỏ qua hết đi. Cầu xin ông, cầu xin ông, từ vi độ lượng, đừng trách tôi mà. Tôi cầu xin ông, tôi cầu xin ông, tha cho tôi đi. Không phải tôi đâu, tôi cầu xin ông mà. Không phải con ra ngoài rồi sao? Sao lại còn ở đây? Con gì bóng ma vậy? Trong lòng ba có ma thì đúng hơn. Ta có ma quỷ gì chứ? Đừng có ăn nói lung tung. Ba đừng có nói dối nữa. Ba đốt tiền giấy cho ai? Những lời ba nói lúc nãy con đứng bên ngoài đã nghe hết rồi. Chính ba, chính ba đã hại chết chú Đường. Chính ba đã hại chết chú Đường có đúng không? Ba là hung thủ giết người là... Ba làm sao đây? Sao lương tâm ba lại? Cái con chó này, ta hỏi con mới phải, tại sao con lại muốn làm hại ba mình, người đã nuôi con bao nhiêu năm qua chứ? Bà tưởng con muốn sao? Thà rằng con không biết những chuyện này, thà rằng đây là một trò đùa, đây là cả một câu chuyện ba có biết hay không? Chắc là con nghe làm rồi. Đúng, con nghe làm rồi. Nghe làm sao? Bà mơ thấy ác mộng, bà phản ứng thái quá với cá hấp tương cốt. Còn giấy tiền vàng bạc mà ba đốt nữa, tất cả đều là những chứng cứ rất rõ ràng. Bà đã làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn nói là con nghe lầm hay sao? Không thì sao? Con muốn ta tự thừa nhận mình là hung thủ giết người à? Con tưởng ta lại muốn hại chết ông ấy sao? Chẳng qua ta bị ép buộc thôi. Ai mà biết được ông ta xui xẻo rồi tự ngã xuống dưới. Bà của con mới là người bị hại đây nè. Tự nhiên vô duyên vô cớ là trở thành hung thủ giết người, ngày nào cũng bị ám ảnh. Sao con không thấy thương cho bà hả? Đúng là ba, đúng là ba.
bà đã gây ra những chuyện đó. Vậy mà bà còn nói ra những lời này được. Chú Đường mất đi, gia đình Đường Chính đau lòng như thế nào, chẳng lẽ bà không nhìn thấy hay sao? Trái tim bà bằng cái gì vậy hả? Lại là nhà họ Đường, lại là Đường Chính. Ta mới là ba con nè, ta mới là người thân của con. Sao lúc nào con cũng giúp người ngoài mà không giúp ba vậy? Bởi vì ba không xứng đáng. Không, không được. Con phải đi báo cảnh sát. Con phải để cả thế giới này biết, chính mà đã hại chết chú Đường, chính mà là hung thủ giết người. Không lẽ con thật sự muốn đi tố cáo người cha đã nuôi con hơn 20 mấy năm trời à? Làm như vậy con sẽ bị trời đánh đó. Con quên là ba và mẹ con đã cực khổ thế nào để nuôi con khôn lớn hay sao? Con không những không biết ơn mà còn muốn ép ta vào con đường cùng à? Ta hỏi ngược lại con, trái tim con làm bằng cái gì vậy? Nhưng nếu con không làm như vậy, nhất định con sẽ luôn tự trách mình, luôn có cảm giác tội lỗi. Sao con lại có thể cứng nhắc như vậy chứ? Nếu con tố cáo ta thì sau này con và Đường Chính sẽ thế nào? Con tưởng là cậu ta sẽ làm ngơ mà ở cạnh con gái kẻ thù đã giết cha mình, yêu con mãi mãi chứ không rời xa con à? Cậu ta sẽ ghét con, thậm chí sẽ không thèm nhìn mặt con nữa. Tình yêu cái gì chứ, quá khứ cái gì chứ, cậu ta chẳng còn nhớ gì nữa đâu, duy nhất là nỗi hận thôi. Đừng nói nữa ba, đừng nói nữa. Cô đã kiên trì mấy lâu đây, đã chịu biết bao đau khổ, không lẽ con muốn nhận được kết quả như vậy à? Không còn tình yêu của cậu ta, con có tiếp tục sống được không? Tiểu Huy à, ba thật lòng nghĩ cho con, không muốn con làm những chuyện vô bổ không có lợi ích cho mình như vậy đâu. Con phải biết tính cho tương lai của mình chứ hả? Thôi đủ rồi, đủ rồi, ba đừng nói nữa. Nếu như vì những chuyện này mà con không thể nào ở bên cạnh anh Đường Chính thì đó là do chúng con không có duyên phận, ông trời không thương chúng con. Chẳng có gì để nói nữa, ai biểu ba là ba của con chứ? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chân tướng vẫn là chân tướng. Con tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân của mình mà che giấu tất cả đâu, con không làm được đâu. Đủ rồi, con đúng là một đứa vô tình vô nghĩa, lại cứng đầu quá cố. Thế bây giờ xem như ba đã hiểu con. Ba đã nuôi phải một con sói mà lại là một con sói ngu đần nữa kìa. Được, nếu con đã vô tình như vậy, lại không hiểu đạo lý, vậy ta cũng chẳng cần phải phí lời với con. Hãy xem như tấm hình này đi. Sao, có muốn đi kiểm tra không, xem hình ảnh có bị xử lý chưa? Hay là con vốn cũng cảm nhận được giữa hai người bọn họ có gì đó không bình thường rồi? Bà muốn cái gì? Chỉ cần con dám nói ra sự thật, ta lập tức sẽ đem chuyện ngoại tình của hai người đó kể cho Điện Tâm tường tận sự việc, không sót một chi tiết. Ta sắp chết rồi thì cũng phải kéo thêm vài kẻ để chôn chung. Ba, 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 sao ba có thể làm như vậy? Ba không thể nào làm như vậy được. Ba, ba cũng chỉ bị con ép quá mà thôi.
bà biết con là một cô gái lương thiện tốt bụng. Con thà đánh mất hạnh phúc của bản thân mình chứ chắc chắn sẽ không đứng nhìn gia đình hạnh phúc của Đường Lân và Điền Tâm bị phá hủy, có đúng không? Hơn nữa, sức khỏe của Điền Tâm yếu như vậy, nếu cô ta mà biết người chồng yêu thương của mình phản bội mình, con nghĩ cô ấy và cả đứa con ở trong bụng của cô ấy nữa, con có thể tiếp tục sống được hay sao? Hả? À? Sao con lại có thể cứng nhắc như vậy chứ? Nếu con tố cáo ta thì sau này con về đường chính sẽ thế nào? Con tưởng rằng con ta sẽ làm ngơ mà ở cạnh con gái kẻ thù đã giết cha mình, còn yêu con mãi mãi không rời xa con à? Con ta sẽ ghét con, thậm chí không thèm nhìn mặt con. Yêu cái gì chứ, quá khứ cái gì chứ, con ta chẳng nhớ gì đâu. Cảm giác còn lại duy nhất đối với con chỉ là nỗi hận mà thôi. Làm sao mình đi tìm anh Chính được? Mặt mũi nào mà gặp anh ấy kia chứ? Cho dù có gặp được anh thì mình biết phải nói gì bây giờ đây? Chỉ cần cô dám nói ra sự thật, ta sẽ lập tức đem tất cả chuyện ngoại tình của hai người đó kể cho Điền Tâm, tường tận từ sự việc, không sót một chi tiết. Rất tốt đúng không? Dòng nào cũng tô đỏ hết. Không phải rất tốt mà là cực tốt. Em có thấy sản phẩm nào của công ty nào vừa ra thị trường mà đã cháy hàng chưa? Hả? Đương nhiên là không rồi. Nếu có thì có mình anh thôi. Hôm qua em còn nghe mấy chuyên gia trong ngành nói á, nếu như Thiên Ngoại Thiên có thể gia tăng đầu tư sản xuất thì chỉ cần sản phẩm cá hấp tương cốt nổi tiếng này thôi cũng có thể trở thành bá chủ thị trường ngành này, phá vỡ vị trí thống lĩnh biết bao năm qua của Sơn Thủy rồi. Thật à? Họ nói vậy thật à? Đương nhiên rồi, mấy đơn hàng dạo gần đây của chúng ta cái nào cũng yêu cầu cung cấp gấp hết. Anh Lực à, em thật sự nghĩ là cá hấp tương cốt có tiềm năng vô hạn thiệt đó. Chúng ta có nên nghiên cứu chuyện mở rộng sản xuất không anh? Chuyện này anh phải suy nghĩ thêm đã. Có gì đâu mà phải suy nghĩ chứ. Có thời gian chi bằng về nhà của mình. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải giữ khoảng cách với anh.
Lỡ như người ta nhìn thấy được thì Điền Tâm sẽ... Lại là Điền Tâm, Điền Tâm. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới cô ấy thôi à? Em đã thiệt thòi quá nhiều thứ rồi. Anh đừng có thay đổi như vậy mà. Anh đâu có thay đổi. Điền Tâm hiện giờ đang mang thai, mà sức khỏe lại không được tốt. Nhưng em cũng đang mang thai vậy, sao anh lại không quan tâm tới em chút nào hết? Chà, hôm nay ngọn gió nào đã đưa Trình Tổng tới thăm văn phòng của tôi vậy? Có gì chi bảo à? Hôm nay tôi đến đây là muốn để cậu trả lại một phần thị trường. Tôi biết cá hấp tương cốt của Thiên Nguyệt Thiên bán rất chạy, nhưng tôi thấy nó không có tiềm năng lớn đến nỗi chiếm nhiều thị phần như vậy. Quan trọng nhất là so với sân thủy của chúng tôi thì Thiên Nguyệt Thiên các cậu đầu tư giống liếng nhiều như vậy, nhưng thu về không được bao nhiêu. Tiếp tục như vậy cũng có ngày phá sản. Tôi chỉ muốn điều tốt cho các cậu. Muốn điều tốt cho chúng tôi à? Tôi thấy anh đố kỵ thì đúng hơn. Anh thấy Thiên Ngoại Thiên chúng tôi làm ăn thuận lợi cho tới giờ, nên sợ chúng tôi tranh lấy vị trí bá chủ của anh chứ gì. Anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi không gánh nổi thị trường này? Anh tự cao quá rồi. Tự cao hả? Nếu như thật sự không có vấn đề, theo tình hình bán chạy của cá hấp tương cốt hiện nay thì lẽ ra cậu đã gia tăng sản xuất rồi, nhưng thực tế lại không có như vậy. Chẳng lẽ điều đó còn chưa nói lên được vấn đề sao? Chúng tôi không làm không có nghĩa là chúng tôi không có dự định đó, chẳng qua thời cơ chưa tới thôi. Thời cơ? Thế nào mới gọi là thời cơ? Đừng có tự biện hộ cho bản thân nữa. Tất cả chúng ta đều biết, tuy hiện nay ưu thế của cá chân quắc hương không bằng cá hấp tương cốt, nhưng mà sơn thủy chúng tôi kinh tế vững chắc, không bị ảnh hưởng. Tôi cũng không ngại cho cậu biết rằng chúng tôi đã gia tăng sản xuất cá chân quắc hương rồi, chỉ muốn chơi một trận với Thiên Ngoại Thiên các cậu. Thế nào, có dám chơi không? Được thôi, chơi thì chơi. Đừng tưởng rằng chỉ có sân thủy các anh mới chơi nổi, Thiên Ngoại Thiên chúng tôi vẫn làm được. Được, tôi chờ coi sao. Bye bye. Đường Lực, cậu đừng có đắc ý. Tôi sẽ khiến cho cậu treo càng cao, té càng đau. Tôi muốn khiến cậu tan xương nát thịt, ngóc đầu không nổi. Chỉ có Trịnh Sư Quần tôi mới thực sự là vua, là kẻ chiến thắng thực sự. Cái tên Trịnh Sư Quần sao mà kiêu ngạo quá đi. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên đã chiếm ưu thế mà, cần gì phải nghe anh ta nói chứ đúng không? Anh ta cứ tưởng đâu chúng ta không mở rộng quy mô sản xuất là do sợ anh ta chứ gì. Nếu không nghĩ tới chuyện hồi đó bên anh ta chia một phần thị trường cho chúng ta thì chúng ta mặc kệ ảnh rồi. Anh ta đã khiêu khích như vậy thì đừng trách anh không khách sáo. Đúng đó. Vị trí bá chủ này lẽ ra phải nhân cơ hội này đoạt lại từ lâu rồi. Nè, có em mệt chưa kìa, cẩn thận chút đi. Nhưng mà em đâu có tiểu thơ vậy đâu. Anh thấy mà sót á. Cái anh này thiệt tình đó.
Chị không sao chứ? Xin lỗi chị nha. Không sao. Con coi con kìa, lúc nào cũng có kiểu giáo huấn người khác hết, lúc nào cũng như con nít dạy cấp 1 vậy. Đàn ông ai mà thích nghe chứ. Đàn ông đó nha, có đôi khi á con phải biết khen họ. Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô hay không? Em không muốn nói à? Không sao, vậy thì đừng nói gì hết. Bởi vì những gì em muốn nói cũng là những gì anh muốn nói. Tiểu Hy à, tuy bây giờ chúng ta không còn ở chung với nhau, nhưng mà anh biết trái tim của chúng ta gần gũi hơn lúc nào hết. Ở cùng nhau trước đây, anh chỉ muốn nói cho em biết, bất kể là em ở đâu, bất kể em gặp phải chuyện gì, có khó khăn đến đâu đi nữa, anh cũng sẽ bên cạnh em. Chỉ cần trong tim em hét to lên "anh Chính" thì anh sẽ lập tức xuất hiện ngay. Ai dạy anh nói như vậy? Anh mồm mép quá. Hả? Thì không vậy, cái này là anh tự nghĩ ra đó. Miệng lưỡi thật hả? Cho dù là miệng lưỡi cỡ nào thì em cũng phải ráng chịu nha. Bởi vì tất cả đều là lời nói từ đáy lòng của anh. Anh biết dạo gần đây chúng ta đều bận rộn vì chuyện của người khác mà dường như quên cả bản thân của mình. Nhưng mà tối nay chỉ có hai chúng ta mà thôi. Anh sẽ nấu cho em ăn. Chỉ nấu cho em thôi nha. Xin hỏi anh có được vinh dự đó hay không vậy? Trước đây em thường nói thích được nhìn anh nấu ăn. Chút nữa em nhất định phải nhìn cho kỹ đó. Tuyệt đối không được chớp mắt, nếu không em sẽ bỏ sót một số thứ. Em sẽ nhìn anh, không bỏ qua giây phút nào hết. Bởi vì em sợ bỏ qua rồi sẽ không còn cơ hội nhìn anh tươi cười hạnh phúc với em được nữa. Hoan nghênh đại anh hùng. Ê.
em làm gì vậy? Cái gì vậy nè? Chúc mừng anh đã dẫn dắt Thiên Ngoại Thiên đạt được thành tích tốt. Ồ, lúc nãy là phần thưởng khích lệ. Bà xã, cảm ơn em. Có món gì ngon không vậy? Anh đói chết rồi nè. Chị biết ăn thôi hả? Đi, đi ăn cơm thôi. Wow, được ghê ta. Nhiều đồ ăn ngon như vậy. À, mẹ đâu rồi? À, mẹ hả? Chờ anh không nổi, ăn cơm xong đi nghỉ ngơi rồi. Ai tốt như em, ngồi đợi anh về muộn như vậy. Bà xã, em thật tốt. Dạo này công ty bận quá, để bữa nào rảnh rỗi chúng ta đi đâu đó dạo nha. Đợi khi nào anh rảnh rỗi hẳn nói. Em ghi nhớ rồi đó. Mau ăn cơm đi, mau. Ăn nhiều vào nha. Gần đây anh làm việc rất bận rộn, chắc cũng chẳng ăn uống gì đàng hoàng. Cá hấp từng cốt bán chạy được như vậy vất vả cho anh quá ông xã. Bà xã nói em nghe nè. Lần này cá hấp tương cốt của chúng ta quả thật bán chạy vô cùng. Tất cả sản phẩm cùng loại đều bị chúng ta đánh bại hết. Còn nữa, ngay cả sơn thủy cũng chỉ có thể đứng đó nhìn chúng ta kiếm tiền. Cho nên anh quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ mở rộng đầu tư sản xuất, nhất định phải đánh bại sơn thủy. Rất nhiều người có chuyên môn trong ngành nói rằng khả năng thắng của chúng ta rất lớn, nói không chừng còn có thể thay vị trí thống lĩnh của sơn thủy trong lĩnh vực này. Ông xã, như vậy có vội vã quá không? Cá hấp tương cốt mới ra thị trường được vài hôm, bất cứ thay đổi gì cũng có thể xảy ra. Hay là chúng ta khoan hãy mở rộng sản xuất thì tốt hơn. Rủi ro quá lớn, trước mắt cứ đợi xem sao đã hả? Tại sao phải đợi chứ? Trịnh Siêu Quân đã tới kêu la ngay trước cửa chúng ta rồi. Họ đã biết sợ. Lúc nãy anh không tấn công, chẳng lẽ phải đợi đến khi hắn ta mạnh trở lại mới đối phó với hắn à? Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta kinh doanh là để kiếm tiền, chứ không phải đi đối đầu với người ta. Hơn nữa, mối quan hệ giữa chúng ta với bên Siêu Quân khó khăn lắm mới có dấu hiệu thuận hòa đôi chút. Giờ anh lại muốn phá hỏng sao? Hả? Thuận hòa lúc nào? Thật ra hắn chẳng có ý muốn thuận hòa với chúng ta đâu. Bà xã, hơn nữa anh gia tăng sản xuất cũng là vì việc đó kiếm thêm tiền cho Thiên Ngoại Thiên mà. Vậy thì sai chỗ nào chứ? Xem anh kìa, em đâu có định cãi nhau với anh đâu. Anh nóng nảy như vậy làm gì chứ? Con nó cũng phải cười anh nè. Anh đó, đến khi nào mới giống một người cha đây? Trong anh không giống người cha chỗ nào. Em lúc nào cũng xem anh như trẻ con nên mới luôn moi móc mọi vấn đề của anh. Không phải. Sao em lại đi moi móc những vấn đề của anh được chứ? Em chỉ muốn anh làm việc đừng quá vội vã, chủ quan để tránh rủi ro mà thôi. Chúng ta cũng đã từng bị lỗ nhiều, anh vẫn chưa rút kinh nghiệm từ lần trước sao? Không lẽ anh lại định để Thiên Ngoại Thiên mạo hiểm với anh một lần nữa hả? Đúng, là lỗi của anh hết. Sớm muộn gì Thiên Ngoại Thiên cũng thất bại với tay anh được chứ? Anh Lực à, anh biết là em không có ý đó mà. Ý em là như vậy, lần này là việc thắng chắc mà em còn không tin tưởng anh. Nếu em đã không có lòng tin với anh như vậy, tại sao lúc đầu em lại giao Thiên Ngoại Thiên cho anh? Lúc đó thà em tìm người khác thì hơn. Anh, sao anh lại nổi giận vô cớ như vậy? Sao anh lại nổi giận vô cớ chứ? Suy nghĩ của anh mãi mãi không theo kịp suy nghĩ của em. Anh nghĩ bữa cơm dừng ở đây được rồi. Rõ ràng em đâu có ý định chúc mừng anh. Con nói thế nào cũng không đúng. Con à, thật ra ba với mẹ sao vậy? Sao vậy? Không sao. Lúc nãy em đi trên đường bất cẩn nên đụng trúng thôi. Sao em không nói sớm với anh chứ? Không sao thiệt mà. Anh làm gì vậy? Anh định làm gì? Đương nhiên là giúp em chữa vết thương rồi. Em ngồi đây đã, đừng động đậy nha.
Đợi anh đó. Chảy máu rồi. Sao bị thương mà không nói với anh vậy? Em không sao đâu. Nè nè nè, em đừng có động đậy nhiều, cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Anh đi nấu gì đó cho em ăn nha, có chịu không? Lúc nhỏ ba anh cũng thường làm như vậy. Mỗi lần ba anh đặt anh ngồi vào chỗ này là anh cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì anh có thể thấy được rất nhiều món ăn trên bàn. Quan trọng nhất là anh được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lúc nấu ăn của ba. Những lúc như vậy là những hồi ức của cả đời anh. Anh không bao giờ quên được. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Chính ba em đã khiến anh mất đi tất cả. Tất cả là lỗi của nhà em. Em xin lỗi. Nhưng mà em phải bù đắp cho anh thế nào mới có thể khiến anh tìm được những ký ức đó đấy. Ê, nè, sao vậy? Sao lại khóc nữa? Không có gì, là em cảm động thôi. Không có gì. Thôi được rồi, được rồi. Anh không nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ anh đi nấu ăn cho em đi, có chịu không? Ngồi ở đây nha, ngồi yên đó. Thật thích những lúc anh như thế này. Giống hệt như tưởng tượng của em. Có nhìn như thế nào cũng không đủ. Nên em phải đành cố gắng hết sức để nhớ. Cố gắng hết sức để nhớ. Em muốn mỗi động tác của anh, mỗi một nét mặt, mỗi một ánh mắt đều phải được khắc ghi vào trong đôi mắt em, cơ thể em và cả mạng sống của em nữa. Nhưng phải làm sao đây? Em đang hoảng loạn, đang rối rắm. Càng muốn ghi nhớ, hình ảnh của anh càng trở nên mờ nhạt. Em sợ lắm. Sợ rằng anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời em. Mặc cho em cứ gào thét thế nào, anh cũng không nghe thấy. Đây rượu cho anh muốn uống rượu. Anh muốn uống rượu. Anh Lực à, ngồi dậy đi, em uống cho anh mà. Nè, em uống cho anh nha. Họ nói anh là không uống được nữa. Thực ra là anh còn uống được. Đúng đúng đúng, anh uống giỏi nhất mà. Nhưng mà em không có được uống, bởi vì em đang có con mà. Suýt chết nữa em quên mất. Anh nói em nghe, chỉ có em á là ủng hộ anh nhất, tin tưởng anh nhất. Em luôn đứng về phía anh, em đối xử với anh tốt nhất. Điền Tâm, Điền Tâm, sao em không tin tưởng anh? Trình Siêu Quân cái gì chứ, Sơn Thủy cái gì, không coi ra gì hết. Tại sao không tin tưởng anh? Tại sao lại không tin tưởng anh? Tại sao vậy? Đừng Lực ạ, Đừng Lực, anh nhìn em nè, đừng có uống nữa. Nhìn em đây nè, Đừng Lực, anh là người tuyệt vời nhất.
Đường Lực là người tuyệt vời nhất. Đúng rồi, Đường Lực. Đúng. Đường Lực là tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất. Đường Lực là tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất. Tuyệt vời. Anh là tuyệt vời nhất. Đường Lực là tuyệt vời nhất. Yeah. Tiểu Hy à. Ừ. Em có thấy là thời gian chúng ta ở bên nhau trôi qua rất nhanh hay không? Em cũng thấy như vậy. Anh nói ra được những lời trong lòng với em, thật sự anh cảm thấy rất vui. Giữa chúng ta, cho dù giữa chúng ta cách nhau bao nhiêu người, khoảng cách bao xa đi nữa, bao nhiêu là vấn đề đi nữa, nhưng chính vì giữa chúng ta không có khoảng cách, cho nên đến tận lúc này chúng ta vẫn ở bên nhau. Tiểu Hy à, anh rất mong em tâm sự với anh những gút mắt ở trong lòng của mình. Như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau đối mặt được, cùng nhau giải quyết, có đúng không? Không còn cách nào lẩn trốn được, chấm dứt ở đây thôi. Có những vết thương cuối cùng cũng phải lộ ra. Nhưng tại sao, tại sao nhất định phải là ở những thời điểm tốt đẹp như vậy chứ? Em có chuyện muốn nói với anh. À, em đợi anh chút. Alo.